nói đó. Chưa bao giờ anh thấy bất lực. Chơi game anh thấy bất lực. Em muốn thắng dễ sợ luôn. Sợ mất tiền hết đi. Sợ mất hết tiền. Xin lỗi chị, còn có nhiều đó. Dạ không sao. Chạy luôn mà tôi biết hay chưa không? Ôi, anh gì ơi, chú gì ơi? Chú gì, em xin đi. Em năn nỉ đi. Ở đâu nè, chú ơi. Công việc đẹp ở đâu chú? Đi đường này được không? Hắn, coi kìa, thấy thương không? Cho chú mượn đi nữa. Xuống xe. Rồi, chạy theo chú nha. Công việc đẹp ở đâu chú? Trời ơi, đạp xe đạp, vỗ tay. Quá tuyệt vời, ở đâu? Quá xuất sắc mà đạp xe đạp luôn rồi. Thấy thương quá. Kiều Vĩnh Tuấn ơi, dễ thương. Ủa, công việc gì? Công việc gì ở đây? Cảm ơn tụi con.